Ok, hôm nay thì mình sẽ làm video đó là cho các bạn biết đó là setting Facebook là gì và cái tầm quan trọng của setting đối với mỗi một cái bài quảng cáo khi mà chúng ta chạy quảng cáo nhé trên fanpage đấy. Thì setting nó sẽ giúp ích gì cho chúng ta khi việc khi chạy quảng cáo. Thì đầu tiên ấy thì các bạn cũng có thể hiểu đơn giản đó là setting Facebook ấy thì là một cái hình thức đó nó tạo ra các hành động này, like này, comment này, share này, ảo, và các cái hành động này này không phải là trực tiếp là do người dùng người ta hành động mà cái này là do các cái marketer như chúng ta đấy tự tạo ra các cái hành động đấy để làm cho cái bài viết của chúng ta khi chạy quảng cáo nó thu hút hơn. Đây ví dụ như là các bạn có thể thấy một cái bài viết chạy lúc mới bắt đầu chạy thì làm sao mà nó có thể là có 100 comment hay là 50 share hay là 200 like được đúng không ạ? Những cái này là đều là do mình chạy và mình tự tạo ra các cái hành động like, comment và share ảo này nhằm để khi mà chúng ta chạy quảng cáo ấy thì nó nhìn trông nó pro, nhìn nó đẳng cấp, nhìn nó thu hút hơn là những cái bài viết mà chúng ta chạy không có một chút các cái tương tác nào đúng không ạ? Ok. Và thì đó là cái tầm quan trọng của cái việc setting Facebook nhá. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta đó là setting ở trên Facebook. Thì bình thường ấy nếu mà setting like ấy, thì là chúng ta cũng có thể tạo được tầm khoảng từ 30 đến 50 like thôi. Còn tầm khoảng muốn hơn nữa ấy, thì các bạn lên tìm hiểu mua các cái công cụ tăng like ở bên ngoài thị trường. Còn ở đây setting ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta đó là tăng tăng comment này miễn phí này, tăng share ở trên các bài viết này muốn bao nhiêu cũng được đều miễn phí hết. Ok. Ví dụ như là ở một cái bài viết này thì chẳng hạn, các bạn có thể thấy có 46 comment nhé. Đây là 46 comment ở một cái fanpage của Tiến. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy một cái nick Facebook, coi như là cái nick Facebook này ấy, nó sẽ không liên quan gì đến cái fanpage này để xem rằng khi mà mình vào xem cái bài viết có 46 bình luận này nó sẽ như thế nào nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ vào sang một cái nick nick này chẳng hạn. Nick này là nick phụ của mình và mình sẽ vào cái fanpage mà mình vừa nói. Ok, vào fanpage này để xem bài viết 46 bình luận này nó ẩn như thế nào. Để cho các bạn biết rằng là cái cách mình setting comment ở trên Facebook và trên các cái bài post. Rồi, ok. Chúng ta load xuống. Đây chúng ta load xuống đúng không ạ? Các bạn cũng có thể thấy được rằng là nó có 46 comment đúng không? Đây chúng ta thử kích vào xem nó hiện ra bao nhiêu comment nhé. Click vào. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ có ra được mấy cái comment có số điện thoại này thôi. Nhưng mà các bạn thích nó ra được tầm khoảng 7 7 cái comment thôi. Thì các bạn có thắc mắc rằng là 39 cái comment nữa tại sao mà nó không không hiện ra không? Đây, thì chúng ta sẽ lại quay lại cái link mà chúng ta quản lý cái page này xem là 39 cái bình luận nó nằm ở đâu. Đây 39 cái bình luận, nó là những cái bình luận này đây. Số 1 số 1 số 1 này bị ẩn hết này. Ok. Và và các bạn để ý rằng này là những cái comment này này mình để hiển thị thì là thực sự đều là các cái fanpage của mình. Các bạn nhìn nhá, đây là các cái fanpage của mình này. Các bạn nhìn này. Ok, blog cá nhân. Fanpage này. Đó, fanpage này. Đây là nick của thật của khách hàng, đây là fanpage này. Đó. Đấy thì các bạn đã hiểu ý của mình chưa? Ý của mình đó là chúng ta phải tạo ra thật nhiều càng comment càng tốt và những cái link chúng ta không thể nào mà lập một phát được 5 đến 6 cái link để chúng ta vào đây chúng ta setting được. Nhưng mà chúng ta có thể là lập được ảo như mình đã làm đây để nhằm thu hút hơn, kiểu tạo ra cho nó một cái gì đó kiểu cho khách hàng người ta cảm thấy rằng là cái bài này nhiều người người ta để ý đây, nhiều người ta đặt mua, người ta để là số điện thoại, người ta tư vấn đây. Thì chắc chắn như thế thì là cái sản phẩm này nó rất là tốt rồi. Đấy nó kiểu kiểu vậy. Thì mình làm các cái hành động này thì khi mà khách người ta cũng đang muốn mua thì người ta cũng có các cái hành động tương tự như là để lại số điện thoại này. Ok. Để lại một cái câu gì đó kèm theo số điện thoại này. Đấy, đấy là cách chúng ta dẫn dắt khách hàng để lại comment. Ví dụ như này, em đặt một nọ số điện thoại này thì nhiều khi á khách người ta mà nhìn thấy người trên comment như thế nào á, đa phần là người ta đều nhìn comment đó người ta comment lại. Ví dụ cái người này comment như này, người kia lại cũng em đặt hai nọ số điện thoại này. Đấy nó kiểu kiểu vậy. Đấy là cái cách chúng ta cái tầm quan trọng của setting. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta setting nhá. Đây này, ví dụ như này. Ok, ví dụ cách chúng ta làm setting như này này để chúng ta không phải
mất các cái phí ở bên ngoài chúng ta mua. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng ấy, cho mình đó là mình sẽ xem lại các cái pay của mình. Ok, rồi. Các bạn lưu ý rằng ấy, đây cũng là một cái fanpage này, chứ không không phải là một cái trang trang cá nhân đâu. Các bạn lưu ý cho mình là các cái fanpage này này. Các cái fanpage này này, cái link này ấy, nó không thể nào nó đồng thời sở hữu cả cái fanpage mình đang muốn setting và cả cái fanpage mà mình muốn dùng nó để setting. Ok, các bạn hiểu không? Cái fanpage này ấy, nó không thuộc quyền sở hữu của cái trang cá nhân này. Cái trang cá nhân này chỉ thuộc sở hữu mỗi của cái fanpage này thôi. Mà các bạn muốn setting ấy, thì các bạn dùng một cái link, dùng một cái fanpage nào đó không liên quan ở trên cái link này thì chúng ta comment. Để sau đó thì khi chúng ta cứ comment là nó tự động nó ẩn thôi. Ok. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đó là làm các cái comment ẩn này nhá. Ví dụ như là các bạn comment bao nhiêu số 1 nữa đi thôi ấy. Kiểu cứ mỗi lần chúng ta comment thì nó tự động nó tăng lên đúng không? Đó, thì chúng ta muốn comment, chúng ta muốn bao nhiêu bình luận thì chúng ta comment bấy nhiêu số 1, số 2 thôi. Ok. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta set up một cái bình luận để ẩn những cái người mà comment số 1. Đầu tiên á thì các bạn vào trong fanpage này, đúng không? Ok, vào trong cài đặt này. Các bạn vào trong cái phần các bạn kéo xuống phần chung này, các bạn kéo xuống vào phần kiểm duyệt trang này. Ok. Các bạn đặt các cái số như là 1 1 1 2 3 hay là 1 2, cái này để khi mà chúng ta comment á thì comment những cái số này á, khi mà những cái người dùng lạ người ta comment số này thì nó sẽ tự động nó ẩn bình luận. Ok, khi mà nó ẩn bình luận rồi thì chắc chắn thì nó sẽ tạo lên các cái hiển thị các cái số lượt bình luận rồi. Ok, đó mình tạo các cái số này chẳng hạn, các bạn cũng có thể tạo giống mình nhá. Tiếp theo đó là chúng ta đặt cái từ, nó đặt chỗ cái phần bỏ lọc những lời tục tĩu này, các bạn chọn làm mạnh xong rồi bấm new xong. Ok, giờ mình sẽ ví dụ lấy một cái link mình quay lại đây, mình setting đấy, các bạn làm theo như mình là xong rồi nhá. Xong bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái chúng ta sẽ lấy một cái fanpage lạ để chúng ta vào đây chúng ta comment. Tiếp theo ấy thì các bạn sẽ dùng các cái fanpage lạ để chúng ta vào đây chúng ta comment. Fanpage các bạn phải để ý rằng là cái fanpage này nó sẽ không thuộc cùng sở hữu của một nick Facebook. Rồi. Ok. Mình sẽ lấy cái này đi. Ok. Mình sẽ lấy cái link này. Rồi, giờ chúng ta sẽ chọn đây, các bạn nhìn này. Các bạn chọn là cái chỗ này nó hiển thị cái hình avatar này. Nó sẽ cho chúng ta chọn là chúng ta bấm đây, chúng ta sẽ có quyền chọn các cái fanpage. Ví dụ như là mình chọn là fanpage Thùy Linh chẳng hạn nhá. Ok. Mình cũng comment số 1 đi, kiểu gì nó cũng bị ẩn. Đấy mình comment thêm đó là 7 số 1. Rồi, mình sang đây mình xem là các cái comment này nó đã bị ẩn hay hay chưa nhá. Rồi các bạn đợi một chút nó sẽ load. Xem comment này bị ẩn hay chưa. Đó, nó tăng lên 50 comment này. Đó, comment của bạn Thùy Linh này lại bị ẩn rồi. Đúng không ạ? Đấy thì khi mà người dùng người ta vào người ta thấy 50 bình luận này người ta mở ra ấy, thì người ta chỉ thấy được mấy cái bình luận có số điện thoại thôi. Còn những cái bình luận ẩn này thì người ta sẽ không nhìn thấy. Ok. Và giờ lại lại có một bạn đang hỏi là ủa, bây giờ comment làm được rồi thì giờ là muốn làm xe, làm tăng xe thì tăng như nào? Thì tăng xe thì cũng chúng ta cũng làm tương tự thôi. Chúng ta chọn vào một cái fanpage. Đây là cái này là cá nhân nhé, còn đây là fanpage này. Ok, fanpage này chúng ta cũng chọn vào chia sẻ thôi. Chúng ta càng chia sẻ càng nhiều thì càng được nhiều 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 lượt chia sẻ. Đây mình đã tạo rất là nhiều các cái fanpage bằng tên người thật để mình vào mình làm kiểu kiểu comment này. Đây này, comment này. Đấy, chúng ta share lên thôi. Đó, đây. Đấy, mình làm ví dụ một cái lượt share chẳng hạn. Đấy thì các bạn muốn có bao nhiêu share, bao nhiêu comment thì các bạn cứ thế các bạn làm thôi. Ok, việc của chúng ta đó là tạo các cái fanpage này. Tạo các cái fanpage Facebook nó không giới hạn lượt chúng ta tạo fanpage đâu, là các bạn
tạo càng nhiều fanpage càng tốt, để chúng ta việc của chúng ta mục đích là để chúng ta setting mà. Các bạn nhìn thấy ở đây mình tạo rất là nhiều các cái fanpage. Fanpage ở đây mình tạo fanpage là dùng các cái tên tên người thật. Các bạn hiểu không? Để khi mình dùng mình sẽ dùng các cái fanpage này và mình comment các bài viết như là để lại số điện thoại này, hỏi giá này, hay là nói là sản phẩm này tốt quá, tuyệt vời quá, hay là đại khái nó như vậy. Đấy, đấy là cái cách mình setting bình luận với cả setting share miễn phí ở trên Facebook mà cách mình đang làm. Còn cái like ấy, thì nó cũng dùng được, nhưng mà đa phần ấy, mình lại dùng các cái công cụ bên ngoài mình hỗ trợ mình tăng like. Ok, đó là cái cách mình setting một bài viết chạy quảng cáo trên Facebook mà mỗi khi mà mình mà có lên một chiến dịch, mình set một chiến dịch quảng cáo, mình phải setting cho nó càng nhiều like, càng nhiều comment, càng nhiều share càng tốt. Đó, đây là cách mình đã làm setting. Và mình sẽ chúc các bạn thành công. Và các bạn mà có những cái câu hỏi hay những cái thắc mắc gì ấy, thì có thể là comment hỏi mình và mình sẽ giải đáp, hỗ trợ mọi thắc mắc của các bạn. Ok, xin chào các bạn, hẹn các bạn ở các cái video tiếp theo của mình nha.